Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YK Avenger. Thì hôm nay á là mình mới mua được cái càng trước này và cái càng sau này cho cái xe của mình đó. Thì tụi mình đang tính á là sơn cái càng trước với càng sau này lại thành sơn của Raptor, sơn nhám. Nó rất là đẹp, nhìn rất là mạnh mẽ cho cái xe và là chống bị cháy xước nữa đó. Thì để muốn sơn cái đấy á mà đem ra tiệm á là giá thành rất là mắc, thì tụi mình đã mua bộ kích sơn Raptor đấy để làm ở nhà đó. Thì trước khi sơn thì mình cần phải tháo những cái phụ kiện như là đèn fog light, đèn sương mù á, rồi ví dụ như các cái chữ hammer đỏ đấy thì phải tháo ra đó. Những cái gì mà cần thiết phải tháo á thì sẽ phải tháo ra để lúc sơn á sau khi lắp vào nhìn cho nó đẹp đó. Rồi có thể mình sẽ sơn thêm, mình có mua thêm cái loại mà Raptor mà để có pha thêm màu được rồi, thì mình sẽ sơn cái đệm chân này này thành màu đỏ, candy red đó, nhìn cho nó đẹp, nó hợp với cái màu rim của xe mình đó. Với có cái logo hammer ở dưới này nữa thì mình cũng sẽ sơn nó thành màu candy red luôn đó. Thì bây giờ á mình chỉ quay video update với mọi người sơ sơ như thế này, rồi còn trong quá trình mình làm với mình sơn á thì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem. Lúc trước á mình có sơn cái da xe của mình bằng cái Raptor này rồi đó, với nắp cục sau. Thì mình cảm thấy á là cái này rất là dễ để cho các bạn làm ở nhà đó, cho nên mà ai mà muốn ai mà hay thích DIY này nó á đó, mà muốn tiết kiệm chi phí mà muốn xe mình đọc đẹp nữa thì nên, mình khuyên là nên thử sơn cái sơn Raptor này một lần đó. Còn về cái bộ kích mà sơn Raptor á thì tụi mình thường hay canh sale để mà mua đó. Như đợt vừa rồi đấy là hình như là nó sale 20% off á cho cái giá retailer đó, so với giá retailer, cho nên tụi mình mua rất là rẻ. Thì hình như vừa rồi á là tụi mình mua cái bộ kit sơn Raptor này này là được giảm 20% so với giá gốc đó, cho nên nó rất là lợi. Tụi mình ví dụ như tụi mình muốn làm xe á thì thường tụi mình ghi ra những cái list mà cần mua này, rồi để đó, rồi đợi lúc nào mà những cái chỗ bán phụ tùng hay là bán linh kiện gì đó mà người ta giảm giá khoảng 20% trở lên thì tụi mình mới mua để đem về làm đó. Nhưng mà để nhanh đó và phải lên kế hoạch, chứ không phải là muốn làm cái là xách đồ xách tiền đi ra đi mua là rất là tốn kém. Lúc này mình đã tháo hai cái đèn này rồi đó, hai cái đèn fog light. Thì bây giờ mình muốn sơn đẹp cho nên mình sẽ tháo cả cái chữ đỏ này ra. Thì ở sau này á là nó nguyên một cái tấm để can màu đỏ, thì mình sẽ dùng cái hít gân này đó để mình chạy vào đây hơi nóng đó, sau này mình sẽ tháo nó ra. Ở sau này làm như vậy á thì nó sẽ dễ ra hơn mà nó không bị bể nữa. Đây. Trong này là dán cái băng dán hai mặt này để giữ cái tấm màu đỏ lại đó, để mình hơi nóng nó ra. Những người khác á, người ta mua cái bú ba này về á, là lắp lên trên xe luôn đó. Thì nhìn xe ai, dọn xe ai đó, thì mình chịu khó mất công một tí sơn lại cái sơn Raptor này, nhìn cho nó đẹp mà đi mà gặp xước này nó cũng đỡ hơn đó, vừa bảo vệ được cái này. Đó, mình mới tháo được ở phần ở trên ra rồi, bây giờ chỉ còn phần ở dưới nữa. Có cái hít gân này là tiền lắm mọi người ạ. Thử
trong. Thấy chưa? Cắt cái tấm này lau đi sạch sẽ để lúc mà sơn xong á thì cần cột phao này phao kê. Trong này thì nó sai cái băng dán hai mặt này. À, nhưng mà cái loại băng dán thì nó sai này rất là chắc nha. Rất là chắc luôn. Nếu mà không có cái này là không tháo ra được đâu. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái máy mai này của mình bỏ cái dây nhám vào để mai sơ thì bu ba này lại, xong rồi sau đó mình sẽ sơn thì nó sẽ giúp cho cái sơn là dính tốt hơn. Nhưng mà cái bình thường cái sơn Raptor là nó đã dính tốt rồi đó. Nhưng mà mình làm thêm như vậy cho nó chắc ăn. Hôm qua mình đã cắt mấy cái lỗ để gắn cái sensor vào cái xe rồi đó, chuẩn bị xong xuôi hết. Bây giờ chỉ có cần mai bằng cái máy này nữa, mai sơ một lần nữa là có thể sơn được đó. Cái máy này rất là tiện, đỡ làm rất là nhanh, đỡ hơn làm máy tay này. Đó. Bây giờ mình gặp đây cho mọi người xem là mình mới mai xong cả cái bu ba này đó, thì mai ra như thế này là được rồi đó. Thì bước kế tiếp là mình sẽ dùng cái mình thổi cho bụi nó bay ra bớt đó, xong rồi sau đó mình sẽ dùng cái sản phẩm này để chùi về cái bụi này cho nó ra sạch luôn, thì lúc sơn là sẽ bám rất là tốt đó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái này mình xịt qua cho mọi người xem nhá. À, thấy chưa, thấy mùi nó bay ra không này, như này. Đó. Thì có cái này rất là tiện, có cái máy hơi rất là tiện rồi. Đó, nó đi hết. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái này này ra cái container này, cái hộp này để dùng khăn lau cho dễ. Lau cái này một thôi nó sẽ khô nhanh lắm mọi người ạ. Là như vậy là xong thì bước chuẩn bị sơn cái bu ba là chỉ cần như vậy thôi. Đó. Làm kỹ như thế này một tí thì thuốc sơn nó lên rất là đẹp. Mình thì không phải dân chuyên nghiệp đâu, nhưng mà thích làm cái gì thì cũng tìm hiểu trên mạng á, biết một số kiến thức cơ bản nữa thì làm thôi. Cho nên mọi người xem video, nếu mà có ai có ý tưởng gì hoặc là góp ý thì nhớ comment vào bình luận vào cái phần bình luận cho mình nhá, để mình biết nhá. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi lúc nào mà xong hết á thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái quá trình mình sơn thì sơn Raptor. Bây giờ mình đang làm mấy cái hút để mà treo mấy cái đồ lên để sơn, mấy cái phần mà nhỏ đó, mình làm như thế này, xong rồi móc qua đây này. Đó. Đó, móc lên như vậy thì lúc mà mình sơn á thì mình dễ xịt hơn mà nó không phải di chuyển nhiều. Đây. Đó. Móc vào sợi dây này chưa. Đấy, bên này là lúc này mình vừa làm này này. Đó, thì lúc mình sơn là mình chỉnh nghĩa là ép.
Cái này là cái bu ba ở phía trước. Đợt trước mình đã mai sẵn rồi, giờ chỉ có sẵn sàng để sơn thôi. Đó. Bây giờ để đi lấy cái càng sau nữa. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái phong sơn giả chiến của mình. Thì tụi mình sơn ở sân sau nhà mình, mà tụi mình chưa có gara, cho nên là mình phải mua mấy cái ni lông này về bịt xung quanh lại cho nó sạch sẽ, rồi nó không bay qua nhà hàng xóm nữa. Đó, thì mấy cái đồ này á, là hôm trước mình mai sẵn rồi. Là bây giờ mình mới móc mấy cái đồ nhỏ lên rồi cho hai cái này lên cái kệ để chuẩn bị sơn này. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người tham quan xung quanh trước khi mình sơn nha. Đó, tụi mình chịu khó mất thời gian để mua mấy cái ni lông này về làm, mất thời gian tí nhưng mà lúc sơn á, thoải mái, sạch sẽ, khỏi mất công đi dọn nữa. Đó, còn dưới nền á, thì mình lấy mấy cái thảm mà để làm ngoài vườn á, để cho cỏ khỏi mọc lên. Tụi mình hôm trước mua về mà chưa xài tới, cho nên nhân tiền đây thì lấy cái này để mà lót cái nền luôn, cho cái sân xi măng là khỏi bị bẩn. Đó, đấy, chỉ có như vậy thôi. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị lấy đồ nghề để mà sơn nha. Rồi, mời mọi người theo dõi tiếp. Trong cái bộ kit này á, thì nó có cái loại là Raptor Black, với là cái Hardener này. Đó, thì một chai mà như thế này á, là 700ml. Đó, thì mọi người pha với cái Hardener này á, là nó chỉ cho là 237ml. Đó, pha đổ cái này vào đây, xong pha vào đây, lắc cho đều, xong sau đó là sơn được, dễ lắm. Nó có hướng dẫn hết cho mọi người rồi. Đó, và nắp chặt lại này, xong rồi lắc cho nó mịt trôn đều thì mới sơn được. Đó, lắc một hồi á, xong rồi các bạn mở nắp này ra, cho cái súng này vào. Đây, súng này là súng của Raptor luôn. Nó có cái đầu ẩn chớp ở đâu này này, cho cái đồ mà nhắm mà bạn muốn nhắm ít hay là nhắm nhiều thì nhờ cái này. Đó, xong rồi gắn vào đây, bỏ nghe vào là xịt là sơn. Ok mọi người, sơn cái này á thì mình thường sơn những cái chỗ khó trước. Đó, và các bạn cố gắng là khoảng cách từ cái nong súng á đi vào cái này á là nó đều nhau nha. Và cái lớp đầu tiên á thì mình khuyên các bạn á là nên sơn mỏng thôi, để cho nó nhanh khô là một, và để sơn lớp thứ hai á, lúc đó bắt đầu mình sơn dày lên hơn thì nó mới đẹp hơn. Đó, rồi bây giờ mình thử cho các bạn xem này. Đó, mà trước khi sơn á thì này mình có thử quá rồi đây, và đây là mình chỉ cho các bạn. Thì mình có lấy một cái bảng để mình xịt thử coi cái đồ nhà mà mình muốn á này. Đó, đúng cái đồ nhà mình muốn đấy, chất ở đây này, chỉnh ở đây này thì đúng rồi á, thì lóc cái này lại xong cái là mình đem đi sơn. Đó, chứ các bạn đừng, nếu chưa quen á thì các bạn đừng lắp cái bình vào cái nong súng xong cái đi sơn trực tiếp là nó không đẹp đâu nhá. Đó, các bạn cứ như vậy. Mình thì không phải dân chuyên nghiệp đâu, nhưng mà làm vài lần thì rút ra được kinh nghiệm, chứ còn dân chuyên nghiệp người ta làm kiểu khác. Đấy, mình cũng rành lắm, nhưng mà đây là kiểu cái nhà lá vườn. À, muốn chơi nhưng mà lại muốn tự làm. Ok, rồi. Đều tay nhá, quen cái nhịp là được. Và đừng có sơn một chỗ mà sơn nhiều quá, em mất công là sơn là bị chảy ra đấy, là bị chảy ra thành dòng thì nó không đẹp. Thì sơn này được cái nó không chảy dữ lắm đâu, nhưng mà nếu mà các bạn mà sơn nhiều á thì nó vẫn bị lôi lên, nó bị dày lên á.
Rồi, để mình quay bên này này. Hơi chật cho nên là cái góc làm việc là hơi khó khăn tí, nhưng mà thay kế. Ta để ý á, là đừng để cho mấy cái dây này á, nó chạm vào khi mà đã sơn xong đấy nhá. Lúc này á mình mới sơn cái càng trước xong rồi. Đó, bây giờ mình nhảy qua mình sơn cái càng sau. Đợi trong cái càng trước khô á thì mình sẽ sơn càng sau và những cái accessory, những cái phụ kiện nhỏ đó. Bây giờ á mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem cái càng trước mình sơn một lớp nhìn như thế nào nhá. Hôm qua là mình đã sơn hết cái đóng này được hai lớp đó, thì hôm nay mình đi vào mình kiểm tra nó đã khô rồi, mình xem thì mình cảm thấy rất là vui với cái chất lượng mà mình sơn cái bu ba và cái rear ba này, rất là happy luôn đó. Thì hôm nay nhiệm vụ của mình là sơn tiếp hai lớp nữa, là tổng cộng là 4 lớp, tại vì mấy cái này nó hay bị đụng, hay bị va chạm, cho nên là mình muốn nó thực sự là cái màu của nó phải dày, để có sơ sược nhỏ thì nó cũng không sao hết, để mình khỏi phải tất chấp rất là mệt, mất thời gian bây giờ, nhưng mà sau này rất là khỏe đó. Thì hôm nay mình tiếp tục sơn mấy cái đồ này thêm hai lần nữa, rồi sau đó nếu có thời gian thì mình sẽ sơn một số cái phụ kiện linh kiện nhỏ, vậy là mấy cái vít thành màu đỏ để cho nó tạo điểm nhấn ở cái bu ba à, với những cái phụ kiện này. Ok mọi người, để có gì mình quay video mình update tiếp cho mọi người nhá.